Ba cái tên mà bạn lăn tăn ở đây về cơ bản giá trị nó không quá là khác biệt đâu, nhưng Tucson và Territory là những mẫu xe mang tới không gian rộng rãi hơn. Tuy nhiên với phần ngân sách này thì bạn sẽ chỉ lấy được chiếc Tucson bản bay thôi, và trải nghiệm như vậy thì quả là đáng tiếc. Mẫu Tucson bản bay nó sinh ra để kích cho người ta mua những phiên bản tiếp theo, ví dụ bản 2.0 đặc biệt. Thế nên tôi sẽ loại bỏ cái tên này. So sánh một chút giữa Territory và HRV thì chúng tôi đã có một video khá nhanh ở trên TikTok của GearUp rồi, bạn có thể tìm kiếm để xem lại. Còn nếu mà để nói lại một lần nữa thì tôi đánh giá cao chiếc HR-V ở phần máy chạy lanh thoáng hơn, cảm giác lái xuất sắc hơn rất nhiều và nguồn gốc minh bạch hơn. Territory thì như đã nhắc ở trên, nó có phần không gian nổi trội hơn, trang bị tốt hơn và một cái phần diện mạo ở phía bên ngoài nhìn có vẻ là đắt tiền hơn vì kích thước bề ngang rất lớn. Về cơ bản thì nếu bạn không quá chú trọng tới các giá trị chạy xe và không phải là người có nhiều trải nghiệm sâu với các mẫu xe hơi thì cái giá trị bề nổi của chiếc Territory là tốt hơn. Giá bán hiện tại thì tôi không rõ rằng hai mẫu xe này còn kèm lạc nhiều hay không, nhưng về cơ bản thì Territory bản Titanium X cũng sẽ đắt hơn chiếc HR-V khá nhiều. Và đây cũng sẽ là một điểm mà bạn cần cân nhắc, vì rõ ràng là khoản tiền chênh đó so với giá trị của hai chiếc xe này là rất lớn. Và bạn cần cân nhắc về mặt dài hạn xem mình có thực sự sử dụng tới những cái sự nổi trội hơn của chiếc Territory hay không.